Gia đình tôi rất hài lòng và thiết kế và đội ngũ giám sát của công ty tai nạn. Các bạn thân mến, thiết kế biệt thự hiện đại chưa bao giờ hết hot, trong số đó nổi bật với các mẫu biệt thự 2 tầng. Loại hình nhà ở này được chủ đầu tư quan tâm bởi tính thẩm mỹ cũng như công năng phù hợp với một gia đình nhỏ hiện nay. Tân Á tự hào là đơn vị tiên phong cho ra mắt thị trường rất nhiều mẫu biệt thự 2 tầng với phong cách hiện đại. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự mà chúng tôi thiết kế và thi công. Mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật với hình khối vuông vắn được các kiến trúc sư thiết kế tạo nên sự khỏe khoắn trẻ trung cho không gian ngoại thất. Toàn bộ không gian ngoại thất của mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật được bao trùm bởi một gam màu sơn trắng làm chủ đạo. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến sâu vào ngôi nhà của gia đình anh cùng khám phá các bạn nhé. Phòng khách luôn là không gian tập trung thiết kế đặc trưng và nổi bật nhất trong thiết kế nội thất gỗ hiện đại. Chất liệu chúng tôi sử dụng cho nội thất ở đây là gỗ lim tự nhiên, thiết kế khéo léo che đi góc chết của ngôi nhà, đồng thời mang tới sự tiện nghi cho gia chủ. Bếp ăn là không gian không thể thiếu trong gia đình. Vẫn là những nội thất gỗ phong cách hiện đại nhưng nổi bật hơn nhờ sử dụng thiết kế tối giản thuận tiện hơn cho gia chủ khi vệ sinh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau di chuyển lên khu vực tầng 2. Tầng 2 được thiết kế chủ yếu là không gian nghỉ ngơi của gia đình. Trong phòng ngủ còn được tính toán tạo ra không gian nghỉ ngơi, học tập, vui chơi an toàn và tiện lợi. Sự thông thoáng luôn là yếu tố tiên quyết để mang tới không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa cho các thành viên. Phòng thờ được đặt ở vị trí trang nghiêm và trang trọng nhất để giúp gia chủ có thể thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.